Angela Baby mắc bệnh truyền nhiễm sau khi cùng Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà riêng. Theo như truyền thông đăng tải, một blogger nổi tiếng xứ Trung họ Lưu mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tiết lộ những thông tin mới nhất về Angela Baby. Theo như tiết lộ của blogger này, một người đàn ông đã đăng tải thông báo lên trang cá nhân việc mình bị mắc COVID-19 để những người từng tiếp xúc với mình tại hộp đêm biết. Trong số những người tiếp xúc với người này có Angela Baby và hiện cô đang tự cách ly tại nhà. Theo tiết lộ của blogger này, Angela Baby đã đến hộp đêm vào ngày 11 và được chẩn đoán dương tính với COVID-19 vào ngày 12. Sau đó, nữ diễn viên buộc phải hủy bỏ hai sự kiện, trong đó có đêm hội Man of the Year của GQ và vẫn chưa xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại. Theo tiết lộ của người này, do không muốn bị lây bệnh cho bé Tiểu Hải Miên, nên Huỳnh Hiểu Minh đã phải đến nhà của vợ cũ vào tối muộn để chăm con trai. Dù vậy, ngay sau khi thông tin được chia sẻ, những người hâm mộ Angela Baby đã cho rằng đây là thông tin khó có thể kiểm chứng. Để chứng minh cho thông tin mà mình đưa ra, nam vlogger đã đăng tải hình ảnh được cho là của Huỳnh Hiểu Minh khi xuất hiện tại hộp đêm. Cách đây vài ngày, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp trở về biệt thự ở Thượng Hải của Angela Baby vào tối muộn sau khi tụ tập cùng bạn bè, nam diễn viên qua đêm tại nhà vợ cũ. Người đẹp cô Phương Bất Tử Thưởng được ghi nhận có mặt ở biệt thự vào thời điểm Huỳnh Hiểu Minh đến. Phóng viên đã chụp được ảnh Angela Baby bước ra từ nhà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Việc Huỳnh Hiểu Minh ở lại nhà của Angela Baby khiến truyền thông lẫn khán giả nghi vấn họ tái hợp. Hiện hai nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong showbiz Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1977 nổi tiếng yêu chiều vợ, thường xuyên có những hành động thể hiện bày tỏ tình cảm với vợ. Lúc chưa kết hôn, vì Angela Baby thích ăn kem, anh không ngại mua hết kem của cả con phố. Sau này khi nên vợ, thành chồng và có con, họ trở thành gia đình kiểu mẫu trong mắt khán giả. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ, một đám cưới xa hoa đình đám. Hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có sự tham dự của dàn khách mời nổi tiếng hàng đầu xứ Trung. Cặp đôi cũng nhận được sự quan tâm khi tung ảnh cưới đẹp như mơ chụp tại tháp Eiffel. Trong ngày trọng đại của mình, Huỳnh Hiểu Minh trở thành hình mẫu lý tưởng của chị em khi gửi gắm tình cảm đến bà xã. Thật ra hôm nay tôi thật sự rất căng thẳng, nhưng tôi muốn nói rằng, baby của anh, tiếp tới đây em cứ chờ đi. Anh chưa từng tốt với một người con gái nào như vậy, ngoài trừ mẹ anh. Anh chỉ muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đến trước mặt em. Em thích thứ gì thì anh thích thứ ấy. Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh. Cho dù chúng ta 70-80 tuổi, răng cũng chẳng còn nữa, đi cũng không đi được nữa, em vẫn luôn là tiểu công chúa của anh. Em cứ nói anh cứ như vậy sẽ chiều hư em thì sao? Anh chiều hư em rồi thì người khác mới không cướp em đi được. Đáp lại nam diễn viên, Angela Baby cũng thể hiện sự hạnh phúc trong ngày đẹp nhất của mình. Hiểu Minh, em đã nghĩ rất lâu, không biết phải nói như thế nào. Em rất muốn nói với anh, hãy yên tâm, trên đường đời sau này chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ nhìn thấy em. Cho dù anh mệt mỏi hay gặp phải bất cứ chuyện gì không vui, em cũng sẽ luôn ở bên anh, cùng anh đối mặt, tạo cho anh một gia đình, cho anh một cuộc đời hoàn toàn viên mãn. Anh chính là mơ ước của em. Hy vọng khi chúng ta già đi, anh sẽ nói với em, anh đã tìm được chính xác niềm hạnh phúc của cuộc đời rồi, yêu anh. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc không kéo dài mãi. Tháng 1 vừa qua, cặp đôi đình đám showbiz thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Sau 10 tháng ly hôn, sổ lên nghi vấn, Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới đang chung sống. Nam diễn viên họ Huỳnh thậm chí còn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và lên kế hoạch xây dựng cuộc sống mới bên hot girl xinh đẹp. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh có dấu hiệu tu sửa lại căn biệt thự 5 tầng, tổ ấm cũ của anh và Angela Baby.